cảnh tỉnh tất cả những cái bạn nào bây giờ vẫn còn đang tắm đêm. Lời cảnh tỉnh của cô gái trẻ tới tất cả những người hay tắm đêm. Còn 10 ngày đến đám cưới nhưng cô gái này đã không may bị liệt dây thần kinh số 7 ngay trên mặt chỉ vì tắm đêm và nằm điều hòa. Cụ thể, mạng xã hội lan truyền hình ảnh và bài đăng của một cô gái trẻ tâm sự rằng mình bị liệt dây thần kinh số 7 khiến mặt bị méo, miệng và mắt đều lệch đi, không thể cử động mặt như bình thường. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến diện mạo mà còn ảnh hưởng rất nhiều đến sinh hoạt thường ngày, công việc và đặc biệt là đám cưới đang đến gần của cô. Nguyên nhân của căn bệnh này không gì khác là vì cô tắm đêm và nằm điều hòa. Nguyên do ấy là tại vì mình có tắm đêm và mình ra ngoài phòng điều hòa. Mình tắm là đều bằng nước ấm hết nhá mọi người nhá. Nhưng mà khi mình ra ngoài điều hòa ấy, ngủ một giấc dậy thì ngày hôm sau mình bị như thế này. Vì thế mình khuyên chân thành các bạn, những cái bạn nào mà bây giờ vẫn còn đang tắm đêm và mọi người nghĩ rằng là mọi người sẽ không bị sao đâu ấy, thì mọi người đừng chủ quan. Hiện tại thì mình có đang theo điều trị ở bên y học cổ truyền, mình châm cứu mỗi ngày, nhưng mà bác sĩ nói là cần 3 cho đến 4 tuần mình mới có thể phục hồi được hoàn toàn. Còn từ bây giờ cho đến ngày cưới thì còn 10 ngày nữa thôi, thì không thể phục hồi hoàn toàn được, mình chỉ có thể đỡ một phần nào thôi. Rất nhiều trường hợp tương tự đã xảy ra trước đó, nhưng vẫn không ít người chủ quan về vấn đề này, có thói quen tắm đêm khiến sức khỏe gặp biến cố. Ai xem được clip đều không khỏi xót xa cho cô gái xinh đẹp. 10 ngày nữa là đến ngày cưới nhưng không thể điều trị kịp thời. Câu chuyện chưa được người trong cuộc lên tiếng thêm về thực hư, nhưng đây cũng được xem là một hồi chuông cảnh tỉnh cho rất nhiều người. Mùa hè nắng nóng hiện tại khiến nhiều người có thói quen tắm đêm, ngay sau đó đã bật điều hòa để làm mát và ngủ ngon hơn. Tuy nhiên chẳng ai biết sau giấc ngủ đó, sáng mai thức dậy mình có phải là người sẽ rơi vào trường hợp không may bị liệt dây thần kinh mặt hay thậm chí là bị đột quỵ hay không. Thế nên vẫn cần hạn chế tối đa việc tắm quá muộn sau 21 giờ hay không nên bật điều hòa ngay khi vừa tắm xong. Hãy để lại bình luận ngay bên dưới video và nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.